Vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ, tướng Phan Văn Vĩnh liên quan thế nào? Ngày 6 tháng 4, Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phan Văn Vĩnh, sinh năm 1955, nguyên Trung tướng, Tổng cục trưởng Cảnh sát Bộ Công an, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân để điều tra hành vi liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ núp dưới vỏ bọc game bài do Phan Xào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu. Theo thông tin từ Bộ Công an, ông Phan Văn Vĩnh bị khởi tố, bắt tạm giam với thời hạn 4 tháng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo khoản 3 điều 281 Bộ luật hình sự. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ phê chuẩn. Cùng ngày, Chủ tịch nước đã ký quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với ông Phan Văn Vĩnh. Trung tướng Phan Văn Vĩnh liên quan thế nào với đường dây đánh bạc? Trước đó, ông Phan Văn Vĩnh đã bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ triệu tập để làm rõ sự liên quan của ông trong vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố. Vụ án này liên quan đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với quy mô hàng ngàn tỷ đồng do Phan Xào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu. Sau nhiều ngày làm việc, cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ đã báo cáo và đề xuất lên Đảng ủy Công an Trung ương về việc bắt khởi tố tướng Phan Văn Vĩnh. Việc tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Phan Văn Vĩnh được thực hiện tại Phú Thọ sau khi ông Vĩnh bị triệu tập lên Phú Thọ ngày hôm qua. Ông Vĩnh bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ. Như vậy, sau 3 lần mời và triệu tập ông Vĩnh làm việc được sự đồng ý của Đảng ủy Công an Trung ương, Công an tỉnh Phú Thọ đã quyết định thực hiện những biện pháp tố tụng mạnh tay với ông Vĩnh, điều mà dư luận đặc biệt quan tâm thời gian qua. Cũng theo nguồn tin của phóng viên, ông Phan Văn Vĩnh khi còn đương chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thành lập một công ty hoạt động về lĩnh vực công nghệ cao và chính Phan Xào Nam và Nguyễn Văn Dương đã điều hành công ty này lợi dụng hoạt động để nhập khẩu thiết bị phục vụ đánh bạc trá hình với quy mô lớn qua mạng, thu lợi hàng ngàn tỷ đồng. Được biết, cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ ông Vĩnh được hưởng lợi như thế nào từ đường dây đánh bạc này. Thiếu tướng nhận tiền, tiếp tay chùm cờ bạc. Ngày 11 tháng 3, sau khi nghe Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo kết quả điều tra vụ án nêu trên, Ban Bí thư Trung ương Đảng cho rằng đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, liên quan đến cán bộ của lực lượng công an, dư luận, xã hội đặc biệt quan tâm. Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật nhà nước với tinh thần kiên quyết, chặt chẽ, khách quan, chính xác, đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật. Cùng ngày, 11 tháng 3, Công an tỉnh Phú Thọ cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao C50, Bộ Công an về tội tổ chức đánh bạc. Ông Hóa được xác định có hành vi đồng phạm với hai đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc là Phan Xào Nam và Nguyễn Văn Dương. Đến ngày 15 tháng 3, Công an đã phát đi những thông tin ban đầu về vụ án nêu trên. Theo kết quả điều tra, từ 18 tháng 4 năm 2015 đến 29 tháng 8 năm 2017, có 42.956.715 tài khoản người chơi thực hiện trên hệ thống RigVip Tip.club. Nếu trung bình một con bạc có 3 tài khoản thì số tài khoản vừa nêu tương đương có trên 14 triệu con bạc. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tiền tham gia đánh bạc qua hai đường chính là cổng thanh toán cả hợp pháp và bất hợp pháp và hệ thống đại lý. Tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583 tỷ đồng, 342 tỷ đồng một tháng. Còn tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.631 tỷ đồng. Đáng chú ý, quá trình điều tra đã phát hiện các đối tượng tổ chức đánh bạc dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để hợp thức hóa nguồn tiền.
như đầu tư các dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng ngoại tệ, chuyển ra nước ngoài. Phan Xào Nam gửi 3,5 triệu USD tại ngân hàng Bank of Singapore. Cũng theo Bộ Công an, ước tính doanh nghiệp viễn thông hưởng khoảng 1.402 tỷ đồng, tương đương 16% tổng giá trị thẻ viễn thông. Doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng khoảng 258,4 tỷ đồng. Nhóm Nguyễn Văn Dương hưởng khoảng 1.600 tỷ đồng. Nhóm Phan Xào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỷ đồng, còn 2.645 tỷ đồng trả thưởng cho con bạc. Và theo nguồn tin của phóng viên, bằng các hình thức, trong đó có việc chuyển khoản lòng vòng dưới dạng hợp đồng kinh tế và cuối cùng được rút ra bằng tiền mặt. Nguyễn Văn Dương sinh năm 1975, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ Cao đã chuyển đến ông Hóa hơn 17 tỷ đồng. Trong số này có 12 tỷ đồng thể hiện là tiền ông Nguyễn Thanh Hóa vay Dương trong khoảng thời gian năm 2016-2017 và chưa thấy có chứng cứ ông Hóa trả lại. Khoản vay này phù hợp với lời khai của Nguyễn Văn Dương trong quá trình điều tra. Ngoài ra, ông Nguyễn Thanh Hóa còn bị nghi vấn nhận 700 triệu đồng của các đối tượng dưới dạng quà biếu cảm ơn lễ Tết đi nghỉ mát. Liên quan vụ án này, đến nay, cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 84 bị can về các tội danh khác nhau. Trong đó, một số bị can bị khởi tố 2 tội danh, gồm 41 bị can về tội tổ chức đánh bạc, 38 bị can về tội đánh bạc, 4 bị can về tội mua bán hóa đơn trái phép, 2 bị can về tội rửa tiền và 1 bị can về tội sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đang khẩn trương mở rộng vụ án. Quá trình công tác của ông Phan Văn Vĩnh. Ông Phan Văn Vĩnh sinh ngày 19 tháng 5 năm 1955 tại thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, hiện trú tại phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định. Ông Vĩnh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1978. Trước khi được điều động về Bộ Công an công tác, ông Vĩnh có thời gian dài làm việc ở Công an thành phố Nam Định, Công an tỉnh Nam Định. Thời điểm năm 1991, trong quá trình truy bắt 5 tên cướp chuyên sử dụng súng ngắn, lựu đạn, khi gây án, ông Vĩnh bị thương nặng, mất một con mắt. Ông được đề bạt trưởng Công an thành phố Nam Định và được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ông Phan Văn Vĩnh từng đảm nhiệm cương vị Phó Giám đốc rồi Giám đốc Công an tỉnh Nam Định. Ông Vĩnh cũng là đại biểu Quốc hội khóa 12. Tháng 4 năm 2011, ông Phan Văn Vĩnh được bổ nhiệm chức vụ Tổng cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm. Ngoài những thành tích trong thời gian công tác tại Công an tỉnh Nam Định, ông Vĩnh còn ghi dấu với vai trò trưởng ban chuyên án điều tra các vụ án lớn, các vụ thảm sát đặc biệt nghiêm trọng như vụ Bầu Kiên, Lê Văn Luyện, Nguyễn Hải Dương. Đến tháng 4 năm 2017, ông Phan Văn Vĩnh thôi giữ chức Tổng cục trưởng Cảnh sát để nghỉ chế độ. Một năm sau, ngày 6 tháng 4 năm 2018, ông Phan Văn Vĩnh bị bắt giam để điều tra vì liên quan đường dây cờ bạc nghìn tỷ.